Ngày 4 tháng 7, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 3, khóa 68 năm 2023. Lớp học được tổ chức tại Trung đoàn Bộ binh 174 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Lớp học có 72 học viên. Thời gian học tập từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 năm 2023. Nội dung học tập gồm 21 chuyên đề mang tính thời sự về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh trong và ngoài nước, giúp cho học viên nâng cao nhận thức và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước về quốc phòng và an ninh. Cuối khóa học, các học viên viết bài thu hoạch, kết quả 100% học viên đạt khá giỏi. Trong đó có 27 học viên được Trung đoàn Bộ binh 174 tặng giấy khen vì đạt thành tích xuất sắc trong học tập.